Manchester City đã khẳng định sức mạnh vượt trội tại bảng G sau 2 trận toàn thắng. Họ đứng đầu bảng với 6 điểm, hơn RB Leipzig 3 điểm. Mặc dù RB Leipzig được xem là đối thủ khó nhằn nhất tại bảng này, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola đã dễ dàng vượt qua với tỷ số 3-1. Manchester City đang có nhiều cơ hội đi tiếp, chỉ cần đối đầu với Young Boys ở 2 lượt trận tiếp theo. Đây là cơ hội cho Manchester City dồn sức giành đủ 6 điểm để đảm bảo suất đi tiếp. Điều này sẽ giúp họ thảnh thơi hơn ở đấu trường trong nước khi bước vào giai đoạn quan trọng. Trong mùa giải gần đây, Manchester City đã trải qua chuỗi thất bại với 3 trận thua và 2 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Điều đáng chú ý là 3 trận thua của Manchester City đều xảy ra trong thời gian tiền vệ Rodri vắng mặt do án treo giò. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của tiền vệ người Tây Ban Nha, người đã ghi bàn duy nhất trong trận chung kết mùa trước. Việc chấn thương của Kevin De Bruyne càng khiến tầm ảnh hưởng của Rodri lớn hơn. Rodri mang lại sự cân bằng trong lối chơi và tạo lá chắn quan trọng trước hàng thủ của Manchester City. Tuy nhiên, những phẩm chất này vẫn chưa được thể hiện toàn diện ở các tiền vệ khác như Mateo Kovacic và Matthias Nunn.